Lời thề, giảng tiễn xuyên tâm. Lập lại lời của ta nói đi. Được, Niệm Kiều cùng với dân qua công chúa kết nghĩa chị em, từ nay về sau có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu đi ngược lời thề, ta không chết tốt. Tỷ tỷ, em ngoan. Lúc nào ta cũng muốn trị tội Bạch Công Công, nhưng kiếm hoài không có cách. Cách này được lắm đó. Vừa ta thu được lương thực để cất rượu của địch gia, trả lại nợ cho hắn, còn để cho hắn có khổ nói không ra. Sau đó từ từ nắm lấy cái cán của hắn, chờ chết con rắn độc kia. Nè, ta sẽ để cho Trần Giáo Quý thay thế ngươi cho, được không? Được, tôi sẽ đưa Trần Giáo Quý vào trong lò rượu để học vài ngày. Tuy Bạch Công Công là người xảo quyệt, nhưng hắn không biết cất rượu, chỉ cần ứng phó với hắn là được rồi. Con người của Trần Giáo Quý trung thành, đáng tin, khéo ăn nói, và có một kế nữa, để hắn ra tài thế Quỳnh Mãn nhà người, làm vài bữa sư phụ lò rượu biên cương. Tướng quân, ông vì địch gia của chúng tôi suy nghĩ thiệt chu đáo, tôi không biết làm sao để cảm ơn ông. Trừ tà phù chính, đó là lý lẽ làm người trên đời, cảm ơn làm gì? Trần tổng quản, ta nghĩ chúng ta không thể đợi địch Dương trở về nữa. Dù địch Dương có sản xuất được rượu ở chỗ đó đi nữa, cũng chỉ ứng phó với những chủ ngoại địa và những khách đặt rượu của chúng ta bao nhiêu năm thôi. Phải, tôi cũng đã nghĩ vậy. Địch Dương trước khi đi cũng đã nói là có thể sản xuất những rượu đó để trả nợ rượu cho Bạch Công Công. Nhưng mà những người khách hàng mua rượu của chúng ta bao nhiêu năm qua cũng đủ để cho cậu ấy lo cả năm trời. Cho nên tôi nghĩ, hay là chúng ta hãy tự đi kiếm lương thực rồi bắt đầu làm rượu của địch gia đi. Nhưng mà những người có thể cung cấp lương thực lâu dài cho địch gia chúng ta chỉ có một mình Bạch Công Công mà thôi. Bạch Công Công không bán lương thực cho mình đâu. Như vậy không phải tự mình cầm gạch đập vào chân của mình hay sao? Hôm nay mẹ có cháu kêu cháu và Sơn Khôi cùng với ông Bằng Bạc, bởi vì Sơn Khôi đã tìm được một cách có thể làm cho ổng tự mình khiêng gạch đập vào chân của ổng. Hả? Sơn Khôi à, hãy mau nói ra biện pháp, giải thích cho Trần tổng quản biết để nghe ý kiến của ổng. Dạ. Sơn Khôi, ngươi thật sự có cách đó hay sao? Là thiệt đó. Một người cậu bà còn xa, chính là Hách Hải đại tướng quân đang trấn thủ tại biên cương. Ngày nay ông ta xây lò rượu ở trong quân đội. Tôi nghĩ để ông tới chỗ Bạch Công Công hỏi mượn lương thực, sau đó để địch gia chúng ta làm. Như vậy lò rượu có thể sản xuất rồi. Cậu của ngươi, ngươi có người cậu này từ lúc nào vậy? Ông nói cậu bà con xa thôi. Ngày xưa từng tới Sơn Đông, trong lúc mà cấm tử, ông ta mới được tới biên quan và trở thành tướng quân. Sơn Khôi, lần này ngươi giải quyết được một vấn đề lớn rồi. Trần tổng quản, ngươi thấy phương pháp này có được hay không hả? Được chứ. Không những là giải quyết được vấn đề của địch gia, hơn nữa lần này Bạch Công Công sẽ gặp phiền rồi. Làm sao? Lương thực bắt thế nào rồi? Công Công, xảy ra vấn đề rồi. Họ mua mấy trăm dạ lương thực, nhưng mà không ai mua lương thực của chúng ta. Người ta còn cho biết. Họ nói cái gì? Tôi không dám nói. Nói là lương thực của ta bán có âm mưu quỷ kế. Không, còn khó nghe hơn nữa. Họ nói gì? Họ nói Công Công là con xà lan ăn thịt người không có nhả xương, là con gà thiến ăn gạo không chịu đẻ trứng. Đồ tôi, ta sẽ giết hết bọn chúng. Không, nếu như giết bọn chúng thì càng không có người mua lương thực. Đi 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 mau. Phải rồi, ngành cất rượu có 36 điều chánh và 72 điều phụ. Quan trọng nhất là lương thực và nước. Lượng nước, lửa củi và giờ ủ lên men. Nói thì đơn giản lắm, nhưng bên trong kỳ diệu vô cùng. Có nhiều người chuyên môn cất rượu đã mang những cách cất rượu này, đặt tên cho nó bằng tên những gì sau. Hay dạ, kỳ diệu thiệt, kỳ diệu thiệt đó. Còn có nhiều cái kỳ diệu hơn. Ngay cả lò rượu và cửa lò quay về phương hướng nào cũng phải coi cho kỹ. Hỷ Quỳnh Giáo Quý, sao biết ngày cất rượu này vậy? Ông nói tôi thích luôn đó. Thật ra kỹ thuật cất rượu của ta là kỹ thuật gia truyền. Từ nhỏ ta đã nhìn thấy nhiều lần, cho nên ta mới biết hết. Sự thật, ta thích nhất là nỗi vui mừng của người cất rượu. Thần diệu vô cùng. Và cái bầu không khí mà những người làm rượu làm việc chung với nhau. Nè, theo ta qua đây. Được, còn gì nữa? Rượu là hạt xương ngon nhất ở trên đời, là tinh hoa dưới đất.
Những hạt lương thực này đã tích tụ tử dương kim chi, ngũ âm chi dĩ. Hơn nữa, được trồng dưới đất và nảy mầm một lên, phải chọn 336 hạt lớn. Năm nào cũng vậy, liên tục 3 năm mới mang đi cất rượu. Thì không ngờ, bên trong như điều kỳ lạ tới như vậy. Nè, còn nữa, Trần Gia Quý, đừng có coi thường tính rượu này. Phải chọn tỉnh thì là tốt. Hơn nữa, lửa đốt lò phải cho đúng. Bên trong biến quá không ngờ, cất giữ quyền cơ. Một cái tỉnh rượu tốt có thể chứa rượu, giữ được tinh hoa của rượu, có thể bốc ra chất nước thừa thải, giữ cho mùi rượu được lâu dài, giữ được phong cách của từng mùi rượu. Một người cất rượu khéo, từ một tỉnh rượu có thể học được một bài học rất lớn, có thể phân biệt được 36 loại rượu trắng và 72 phẩm loại. Hơn nữa, có 108 đẳng cấp khác nhau. Ngửi một cái là biết thể rượu, ngửi hai cái thì biết hình rượu. Mở miệng là có thể nói được tên rượu và sáng địa của rượu. Quỳnh Giáo Quý, không ngờ học vấn trong này cao xa tới vậy. Ta cần phải học tập đó. Qua đây. À, thiếu cô, hai ngày qua có khỏe không? Đại báo tới rồi hả? À. Nè, thiếu cô, đừng có đứng dậy, nằm xuống đi. Mau đắp mệnh lại. Không sao, đã nằm cả tháng rồi. Nè, thiếu cô, lần này đây, tuy rằng là bị hư thai, nhưng mà cho dù hư thai đi nữa, cũng phải kỹ giống như là sanh con vậy đó, hả? Nếu như bị trúng gió, bị bệnh, đó là cái chuyện cả cuộc đời. Đại bá, cháu nghe lời bác. Cháu còn phải giữ sức của mình, chờ địch bính trở về. Tiểu thơ uống canh đi, cảm ơn. Thiếu cô à, nghe nói địch bính bây giờ tốt ghê lắm. Tuy rằng Bạch Công Công đã tới doanh trại để mà dò thám, nhưng đã bị đại tướng quân chửi cho tới phải bỏ về luôn. Bác nghĩ là nó phải nhớ tới cháu lắm. Thiếu cô à, thôi thì đừng để xảy ra chuyện nữa. Nếu xảy ra chuyện gì, địch bính sẽ càng lo lắng nhiều hơn đó. Hả? Đại bá, cháu nghe lời bác, nhất định sẽ giữ sức của mình, chờ địch bính trở về. Anh ở Tứ Xuyên đã bị bệnh lạnh chân. Cháu nghĩ trời trở lạnh nên đã may một cái quần dày cho ảnh. Không biết là ai có thể mang tới cho ảnh. Quả nhiên là một người con gái ngoan. Đại bá, hai ngày qua cháu cứ chim bao mơ thấy địch bính, Bạch Công Công đi quân doanh. Không phải muốn kiếm chuyện với địch bính sao? Nếu như ảnh có bất cứ chuyện gì, cháu phải tính sao? Nè, Đàm Phụng mà nó có thể thăm cháu hay không? Nó đang làm cái gì vậy? Đã tới lò rượu rồi. Lần già không cất rượu nữa, nó tới lò rượu để làm gì vậy? Cũng hai ngày qua lúc nào cũng lại nhảy thể liên này thể liên nọ, nói là thể liên thật sự đã quay về với Bạch Công Công, không ngừng phản bội Địch Dương, làm khổ cho Địch Dương và Lăng gia chúng ta. Cái con nhỏ này thật sự là không nghe lời gì hết. Thể liên cho dù có lỗi, nó cũng không thể đi kiếm chuyện với Bạch Công Công. Rõ ràng là từ lúc đầu về chỗ chết. Cháu cũng có khuyên cổ, nhưng khi cổ nóng ruột thì không nghe lời ai hết. Cái con nhỏ quỷ sứ này. Nè, thiếu cô à, nằm ở đây dưỡng bệnh đi nha, để bác đi khuyên nó, ha. Hơi càng phiền phức thì càng có chuyện. Từ nay phải làm phiền tới người rồi. Cái gì cất rượu đi. Được. Đại tướng quân, khi tôi cất rượu, tôi đọc xong hết rồi, tôi có thể nhầm chức được rồi chứ? Nhà ngươi thông minh thiệt đó, học hết rồi à? Cất rượu phức tạp tới như vậy, làm sao mà học hết được? Tôi chỉ học sơ sài mà thôi. Trần Giáo Quý rất là thông minh, một thời gian ngắn có thể học được nhanh như vậy. Tôi nghĩ là ảnh dư sức đối phó với Bạch Công Công. Chỉ cần có thể bảo đảm hắn có thể đối phó được Bạch Công Công vậy là được rồi. Tôi có thể đối phó Công Công, toàn nhà đại tướng quân và Quỳnh Giáo Quý chỉ vậy. Nè, nếu mà như vậy, có việc này ta cần phải nói rõ trước nha. Quỳnh Mãn đây chính là địch bính mà Bạch Công Công lúc nào cũng tìm kiếm đó. Thì rằng là thiếu gia địch bính đang ở nấp trong quân đội. Ừ. 我怕我不会笑了，我怕你却拿走了，我怕你会忘记了，我怕我不会好了。
生命仍在漂泊。